Hello, chào các bạn. Chào các bạn trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình sẽ nấu món lươn nấu chuối nha. Hôm nay mình ở nhà mình sẽ làm một món ăn, một bữa cơm đạm bạc. Đây là chuối xanh nha các bạn. Chuối xanh mình ăn chuối đó, mình mua nguyên một nải luôn. Đây là món yêu thích của mình, chả cá sốt cà chua, chỉ vậy thôi. Món canh chuối thì còn có lươn nè, chuối xanh nè, nghe không, và tía tô, hành, ngò là chủ yếu nha, tại vì lươn với chuối nó hợp với tía tô lắm luôn, ăn rất là ngon nè, không thể nào thiếu nó là ớt. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị sơ chế cái con lươn này nha các bạn. Mình rất là sợ lươn nên mình kêu người ta làm cho nó chết luôn. Mình về mình làm. Sau đó mình nấu một miếng nước sôi, mình trụng sơ rồi cho nó hết nhớt, nó hết tanh đó các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ lươn vào trong bếp, mình sẽ đi luộc chín nó. Cho lươn vào. Lươn ở trong nồi bắt đầu mình luộc đó, mình lấy thịt, trong khi đó mình sẽ chuẩn bị chuối ha, trong khi đó mình sẽ làm chuối. Các bạn chờ một tí nha, cho camera đứng. Chợ nhưng mà hôm nay không có ai bán ốc cả. Nếu
có ốc thì mình đã mua ốc rồi. Thôi mình nấu lương cũng ngon. Ôi nước sôi rồi, chờ một xíu nha. Lương đã chín một bạn. Mình làm xong chuối thì mình sẽ sơ chế lương nha. Sẽ lấy cái phần xương và cái phần máu ở bên trong cái con lương. Tại vì khi mà làm lương các bạn lấy máu ở trong con lương nó sẽ không bị tanh. Giờ các bạn sẽ cắt chuối ra thành từng khúc như vậy. Đó, xong rồi chẻ làm đôi. Sơ chế nó. Ui. Lương là lương ruộng nên nó rất là nhỏ, nó không phải là lương nuôi nha. Mình thích ăn lương ruộng thôi. Lương ruộng tuy nó nhỏ nhưng mà nó rất là thơm. Thịt nó rất là thơm các bạn ạ. Lương nuôi thì nó to, thịt là to nhưng mà thịt nó nhiều, nhưng mà ăn nó không có ngon như là lương nhỏ này, lương ruộng.
lương nuôi hình như là người ta nuôi, người ta cho ăn kháng sinh nhiều lắm đó các bạn. Đây, sau khi lương đã chín, bây giờ mình sẽ sơ chế nha. Mình sẽ di chuyển qua đây cho nó rộng nè. Mình sẽ sơ chế lương. Nóng quá, còn nóng lắm. Mình sẽ lấy cái thịt là lươn này, mình sẽ để một bên này ha. Wow, nóng quá, nóng lắm luôn các bạn ơi. Wow. Thấy không? Đây là cái ruột của nó nè. Cái ruột của lươn nè. Chúng ta cần bỏ cái này đi nha, không lấy. Không lấy cái này nha. Không lấy. Mình chỉ lấy thịt lươn thôi nha. Đó. Còn mình lấy. Cái ruột của lươn á, máu lươn á, các bạn nhớ lấy cho sạch sẽ nha. Không là rất là tanh luôn á. Máu lươn rất là tanh. Chúng ta làm lương rồi, chúng ta chú ý. Đây có vẻ tối ha các bạn. Là mình di chuyển xuống cái chỗ mình ngồi khi nãy cho nó dễ. Theo mình nha. Vậy
riêng mình thì mình thích chế biến theo kiểu này. Từ nhỏ giờ thấy mẹ làm như thế này mình quen, nó in vào trong đầu mình. Các bạn ơi, sau khi mình đã lấy thịt lươn rồi nha, mình sẽ cho vào đây gia vị, đó là mật ngọt, tiêu. Rất thích ăn tiêu, đúng là Quảng Nam ha, miền Trung ăn tiêu ghê thiệt. Đây là cờ no nha các bạn, cờ no 2 muỗng. Sau đó là không thể thiếu, đó chính là nghệ. Người miền Trung lúc nào nấu cái gì cũng phải cho nghệ hết. Ở ngoài quê mẹ mình cho nghệ tươi, nhưng mà mình ở đây mình cho nghệ bột, nghệ khô, nghệ xay. Sau đó chính là nước mắm.
xíu. Rồi, hành tỏi nha, đập chập nha. Người miền Trung các bạn thấy không? Lúc nào cũng hành, hành tỏi lúc nào cũng nhiều. Bất kể món ăn gì, bất kể món ăn gì thiệt là nhiều hành tỏi. Lấy một ít thôi. Rồi, mình lấy một ít lại. Mình sẽ ướp vào trong đây. Mình còn món cái cà chua này nữa nè. Rồi, đây. Hai món. Món mặn và món canh. Món canh là canh chuối. Cho nước tương vào hết nhé. Rồi. Cái này mình sẽ đảo lên. Đó. Thơm lắm luôn các bạn ơi. Thơm lắm. Thay vì lương cắt khúc, các bạn nấu ướp nó sẽ không có được thơm, không được thấm, không có được, nó sẽ bị tanh đó các bạn. Còn mình ướp như vậy, mình phi dầu lên nữa, mình đảo cái này rồi mình cho cái nước bột lương hồi nãy vào á, món canh nó rất là ngon. Di chuyển qua đây. Đứng qua đây, di chuyển qua đây thôi. Rồi các bạn ơi, bây giờ cái phần này nó
là nó sôi rồi nè. Mình sẽ cho thêm một tí xíu nước mắm nữa nha, cho nó thấm. Rồi. Đó. Rồi, mình sẽ cho cái phần này nè, cho nốt cái phần nước nè. Không cho mẻ nhưng mà mình sẽ cho chanh vào đây nhé. Trực tiếp mình cho chanh vào. Chuối chanh vào. Chanh vào để tạo cái độ chua. Độ chua như mong muốn. Nấu cái này phải cần là chanh. Mình cho chắc khoảng 2 cái chanh á, là vừa, cái chua vừa. Nhà mình không có cho mẻ nha, tại vì người Trung mình cũng có nấu theo kiểu người Bắc. Người Bắc thì cho mẻ và người Trung mình thì cho chanh. Lau cái phần đi nha. Cuối cùng đó, đó chính là mắm tôm. Mắm tôm nha. Cho tầm khoảng chừng này thôi. Nhà bạn nào thích ăn mắm tôm nhiều thì cho nhiều, tùy theo. Cho thêm một tí xíu nữa. Ít thôi nha các bạn, nhiều quá là nó sẽ bị mặn. Thì hồi nãy mình quên mất là còn mắm tôm. Chính là đường các bạn cho đường nha các bạn nha. Mình nêm rồi thì mình thấy thiếu đường, cho 4 muỗng ăn sẽ nêm lại. Mình quen ăn như vậy
thơm cái con mắm tôm. Cắt tí tô nè, hành ngò nè vào trong cái nồi canh nha. Rồi. Rồi chúng ta đảo đều một cái là chúng ta tắt bếp nha. Chưa? Ôi, nè. Ôi, hấp dẫn quá. Thơm nữa chứ. Chúng ta xíu xíu ra, mình sẽ thưởng thức và mình sẽ nói cho các bạn nghe nha. Tuyệt vời quá các bạn ơi. Trong khi đó mình sẽ làm chả cá nữa là xong rồi. Mình sẽ có cơm ăn. Thank you.
nô nè. Mình ăn thử các bạn coi đi. Chuối già nó vừa già tối ăn. Nó hơi chua chua. Vị nó bùi bùi nó béo. Rất là ngon các bạn ạ. Cả nhà nha. Các bạn nhớ ủng hộ kênh của mình nhé. Tạm biệt.